Chưa tới 100 triệu đồng, bạn có thể sở hữu ngay một bộ bàn ghế hoàng gia theo phong cách châu Âu. Đây là một bộ sản phẩm được kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu gỗ gạo đỏ tự nhiên cao cấp và da bò nhập từ Ý. Bộ sản phẩm bao gồm 6 món, 2 ghế đơn, 1 cái bàn, 1 đoạn dài, 1 đôn ngồi và 1 đôn trà, phù hợp với không gian phòng khách từ 4m trở lên. Đối với gỗ gạo đỏ thì đây là loại gỗ nhóm 1, cực kỳ bền chắc và có giá trị rất cao. Ngoài ra, gỗ đã được công ty Sơn Đông xử lý tẩm sấy vô cùng kỹ lưỡng với công nghệ tiên tiến 4D, sẽ hạn chế được tối đa vấn đề nứt mẻ, cong vênh, mối mọt trong quá trình sử dụng. Đoạn dài chính là linh hồn của sản phẩm, mang đậm tính chất hoàng gia, được những người nghệ nhân chạm chỗ kỳ công với những đường nét hoa lá tây, nổi bật không kém phần tinh tế, phần tựa lưng, tay vịn và mặt ngồi được bọc da bò xịn, tạo nên cảm giác thoải mái, êm ái khi ngồi vào. Hai chiếc ghế đơn thiết kế đồng dạng với đoạn, đặc biệt được thiết kế rộng rãi, có thể ngồi đến 2 người. Với kỹ thuật bọc da tỉ mỉ chi tiết, được cố định vào gỗ vô cùng chắc chắn. Và công đoạn này đòi hỏi người nghệ nhân phải có tay nghề cao và tâm huyết mới có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao như thế này. Ngoài mang đến sự thoải mái dễ chịu thì lớp da bò còn đem đến cho người sở hữu một không gian sống sang trọng, đẳng cấp mà ai cũng phải mơ ước có được. Bàn trung tâm được thiết kế kích thước rộng rãi, mặt bàn, mặt đôn được làm liền tấm, ván dày 2cm cực kỳ chắc chắn. Ngoài ra còn có 2 ngăn hộp kéo rất hữu ích tiện lợi để mình có thể đựng những món đồ cá nhân. Và bộ bàn ghế được tặng kèm 2 tấm kính, mặt bàn và mặt đôn trà. Màu sơn mà chúng tôi sử dụng ở đây là màu nâu cổ điển, tôn lên sự sang trọng cho không gian phòng khách. Với kinh nghiệm 18 năm trong nghề, công ty Sơn Đông chúng tôi ngoài ra đem đến một bộ bàn ghế cao cấp chất lượng, đi kèm với đó là chính sách hậu mãi cực kỳ hấp dẫn, bảo hành 5 năm bảo trì vĩnh viễn, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên, giao hàng toàn quốc, lắp đặt tận nhà, miễn phí nội hành thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ. Xem đến đây, quý anh chị, cô bác còn đang thắc mắc về bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay qua số hotline 0906 734 855 hoặc đến xem trực tiếp tại địa chỉ 783 Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Cảm ơn cô bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.